Xin kính chào tất cả quý anh chị đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ tại số 5 đường Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì em lại về 3 mẫu xe gầm cao để giới thiệu tới tất cả quý anh chị nhé. Và tất cả những xe Auto 88 bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không gầm nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn và không phạt nguội. Ngoài ra là bên em vừa rồi là cam kết thêm cả một cái hạng mục nữa là cam kết km zin tới tất cả quý anh chị nhé. Thì em sẽ lần lượt đi từng sản phẩm một để gửi tới tất cả quý anh chị. Nói chung trong cái đợt vừa rồi thì em bán hàng cũng rất là tốt, chỉ về còn sót lại một vài mẫu xe thôi. Mẫu xe đầu tiên mà em muốn giới thiệu tới tất cả quý anh chị đây là chiếc Kia Sedona. Chiếc này thì vừa về quý anh chị nhá, em đang cho đi dọn nội thất luôn đó. Phiên bản 2.2 phun dầu 2.2D Platinum sản xuất và đăng ký năm 2019. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với giá là 1.045.000.000 quý anh chị nhá. Xe biển thành phố một chủ từ đầu chạy hơn 20.000 km. Vâng ạ, 1.045.000.000 vẫn còn thương lượng được đó. Tiếp theo chiếc xe thứ hai muốn gửi tới tất cả quý anh chị, đây là chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản 2.4 hatchback, bản xăng đặc biệt đây là bản xăng đặc biệt, cũng là gần full đúng không ạ, sản xuất và đăng ký năm 2019, xe một chủ từ đầu đó. Con này là biển gốc tỉnh quý anh chị nhé, hồ sơ đã cầm tay rồi đó. Xe thì được khoác lên mình màu xanh cobalt cũng rất là đẹp, xe thì sẵn hồ sơ và lên rất nhiều đồ chơi quý anh chị nhé, ví dụ như là camera 360 này, hay là mặt ca lăng Breton. Đó, xe chạy 5 vạn một chủ từ đầu quý anh chị ạ. Xe thì vẫn được trang bị cảnh báo lệch làn, rồi là cảnh báo điểm mù trên gương, hay là cửa sổ trời toàn cảnh, phanh tay điện tử. Nói chung là xe được trang bị hết quý anh chị nhé. Chiếc này thì nhiều chỗ ni lông vẫn còn chưa bóc luôn. Đó, 2015, em xin lỗi. Máy 2.4 phun xăng, sản xuất và đăng ký năm 2019. Rất đẹp luôn quý anh chị ạ. Rất đẹp luôn. Chiếc này thì hiện tại em đang chào bán một mức giá cũng vô cùng yêu thương là 995.000.000. 995.000.000 cho chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản phun xăng đặc biệt, sản xuất và đăng ký năm 2019. Đó, giá trên thì vẫn còn thương lượng được quý anh chị nhé. Tiếp đến đây là chiếc VinFast Lux SA phiên bản 2.0 số tự động Premium, sản xuất và đăng ký năm 2021. Xe một chủ từ đầu, biển số gốc tỉnh, chạy 1.000.000 km quý anh chị nhé. Cái bản Premium của Lux SA thì tuyệt vời luôn rồi đúng không ạ? Giá xe mới trong hãng đâu đó lăn bánh khoảng 1.460.000.000 mà vẫn chưa có xe. Đó, đặt hàng cũng rất là lâu tại vì là chơi hàng voucher mà đúng không ạ? Thì đây em đã có sẵn một chiếc để phục vụ cho quý anh chị, cực kỳ đẹp luôn. Xe là màu đen, nội thất nâu trầm quý anh chị nhé. Chiếc này thì em đang chào bán giá là 1.225.000.000. Đó, xe được trang bị đèn full LED này, camera 360 này, vành to này, cảnh báo điểm mù này, da nắp pan này, âm thanh 13 loa này, nói đèn nội thất này, rất nhiều luôn quý anh chị nhá, rất nhiều luôn. Đó, xe thì quá là mới rồi, quá mới luôn. Chiếc này thì bên em cũng sẵn hồ sơ cầm tay luôn quý anh chị nhá, rất mới. Quý anh chị mua chiếc xe này thì có thể tiết kiệm so với xe mới khoảng 250.000.000 luôn quý anh chị ạ. Đó, cửa gió điều hòa phía sau. Xe thì được trang bị hộp số ZF 8 cấp, đi cực kỳ mượt mà của anh chị nhé. Một chiếc xe Việt Nam nhưng mang linh hồn của những chiếc xe đến từ nước Đức. Đó, 1.225.000.000 cho chiếc VinFast Lux SA phiên bản 2.0 Premium, sản xuất và đăng ký năm 2021. Một chủ từ đầu chạy 1.000.000 km. Và giá trên thì vẫn còn thương lượng được của anh chị nhé. Chiếc xe cuối cùng ở đây em muốn gửi tới của anh chị, đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.5 một cầu số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2017. Đó, xe thì được khoác lên mình màu đen, chạy hơn 5.000.000 km một chủ từ đầu quý anh chị nhá. Đó, full lịch sử bảo dưỡng trong hãng. Chiếc này là đời chót của Mazda CX-5 thế hệ này đấy ạ. Nói chung là xe option cũng rất là nhiều, trang bị tới 11 loa bầu này, rồi là nhớ hai vị trí ghế này, ghế điện này, cửa sổ chơi này, phanh tay điện tử này, camera lùi cảm biến. Nói chung là option cũng khá khá của anh chị nhé. Và quan trọng nhất là cái giá của chiếc xe này thì chưa tới 700 triệu. Đó, em chỉ chào bán với giá là 695.000.000. Và giá thì vẫn còn thương lượng được của anh chị nhé. Đó, hiện tại thì ở nhà em, em đang nhắc là ở nhà em thì chỉ còn 3 chiếc xe này, là 3 chiếc xe gầm cao. Còn hiện tại thì em vẫn đang tiếp tục về và một vài xe nữa thì em đang đi spa của anh chị nhé. Đó là những cái xe mà em đang hiện có. Và em xin nhắc lại là tất cả những xe bên em bán ra thì đều cam kết không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số nguyên bản, hồ sơ pháp lý chuẩn, không phạt nguội, km zin của anh chị nhé.
Những chiếc xe này thì bên em đều hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ của em là Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật hiệu quả và tràn đầy niềm vui.